Xin chào quý vị và bà con. Trong tối và đêm nay, mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, nên bà con nơi đây cần chú ý đề phòng. Thưa bà con, vụ hè thu ở Bắc Bộ thời tiết mưa nắng thất thường gây nhiều sự bất lợi sinh trưởng và phát triển của cây rau màu. Vì vậy, để giảm thiểu những tác hại rủi ro trên cây trồng do thời tiết gây ra, bà con cần chú ý những biện pháp kỹ thuật sau. Bà con cần chú ý cày hết tầng đất canh tác để lên luống được cao, giúp thoát nước tốt, nạo vét các rãnh luống thường xuyên rồi ấp lên má luống. Ngoài ra, cần bổ sung một lượng xỉ than trộn đều phân hữu cơ để bón lót, giúp cho phần rễ cây sau này được thông thoáng hơn. Bà con nên lựa chọn phân tổng hợp NPK để bón lót cho rau màu là tốt nhất. Ở các lần bón thúc cho rau hè thu, bà con chú ý lượng phân bón nên chia thành nhiều lần và chú ý tăng lượng kali ở mỗi lần bón để giúp cây cứng chắc hơn trong mùa mưa nắng. Cần phun thuốc phòng bệnh sau mỗi đợt mưa kéo dài hay mưa to để ngăn chặn vi khuẩn và nấm có trong đất trồng tấn công gây hại rau màu. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo mưa vẫn tiếp tục diễn ra đến ngày 21 tháng 8 với nhiều điểm mưa vừa mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong khi miền Bắc, miền Nam mưa dông nhiều thì ở miền Trung nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Vùng nắng nóng gay gắt tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 cho đến 60%. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 đến 24 tháng 8. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.